ngày 25 tháng 10 năm 2013, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ tư. Đi đầu đoàn diễu hành chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao huyện Văn Giang lần thứ tư là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng mang ý nghĩa khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Tiếp sau đó là lá cờ thể dục thể thao tinh thần ý chí mạnh khỏe với hình ảnh chân thường giản dị, đôi tay Bác Hồ nâng hai quả tạ. Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Giang đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự đại hội lần này có sự góp mặt đông đảo của các vận động viên đến từ 15 đơn vị trong toàn huyện, các câu lạc bộ thể dục thể thao võ thuật. Lối tiếp đoàn diễu hành là các khối quân sự, công an, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên, hội y tế, hội phụ nữ, đoàn giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn vận động viên và các đoàn xã đại diện trong toàn huyện. Cười tươi mà nào. Thank you.
Trên màn hình, các bạn đang theo dõi màn đồng diễn Ngũ Hành Quyền do các em võ sinh võ đường Long Hoa, thôn Thủ Pháp, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên biểu diễn. Một lần nữa, xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, thành công. Chúc đại hội thành công.